Một đứa trẻ và một người lớn đều giết mèo. Đứa trẻ có ý thức không bằng người lớn thì nghiệp của nó nhẹ hơn phải không? Tương tự, đứa trẻ và người lớn đều làm ô nhiễm môi trường. Người lớn có hiểu biết hơn thì nghiệp nặng hơn phải không? Xin thưa với quý vị đó, nó còn tùy là ý thức của người lớn. Bây giờ sao không nói ý thức của đứa nhỏ? Là đứa nhỏ thì có khi nó chưa có ý thức. Cái quan trọng là ý thức của người lớn, họ ý thức kiểu gì? Thứ nhất là họ có ý thức về nghiệp và quả hay không, tức là nghiệp và quả của nghiệp. Nếu như họ có ý thức về nghiệp và quả của nghiệp á, thì một là họ làm mà họ có cái sự ăn năn rê đức, tức là mình biết mình làm bậy thì mình cũng nhột, mình có cái sự hổ thẹn, cái đó nó hơn đứa nhỏ à. Cái thứ hai, mình biết là mình làm như vậy là mình làm bậy á, thì mình sẽ hạn chế tối đa cái hậu quả của nó. Ví dụ như lỡ mình có làm bậy, mình làm mình thôi, mình không có rủ ai. Còn cái đứa nhỏ đó, có khi nó thấy chuyện đó nó vui, nó rủ bạn bè của nó. Cho nên á, cái chuyện mà mình có ý thức về nhân quả hay không nó rất là quan trọng. Nó chịu trách nhiệm là nó làm cho mình á, giảm tối thiểu hậu quả. Ví dụ như quý vị thấy một cái gọi là một cái cục sắt nó nóng đỏ đó nha, mà quý vị mất trí hay sao đó, mà quý vị cầm, tự nhiên là mình nghĩ điên nghĩ dại, mình cầm nó lên, thì nếu như mình ý thức được là nó nóng nó phỏng thì mình có cầm thì mình cũng mau chóng mình bỏ ra nha. Còn mình không ý thức được là mình cứ cầm nó hoài thì như vậy đó, cái nào nó hậu quả hơn. Cái thứ hai là còn tùy theo giữa người lớn và đứa nhỏ đó, tâm ác của ai nhiều hơn. Đừng có nghĩ đứa nhỏ tâm nó không ác nha, vì lúc tâm nó cũng ác lắm á. Cho nên đó, cái tâm ai ác nhiều hơn, tức là cái lòng muốn hại nha, cái lòng muốn hại nhiều hơn á, thì cái nghiệp nó sẽ nặng hơn. Ví dụ như người lớn mà họ giết mèo đi, nhưng mà sư giả sử nha, trong cái trường hợp là ông chồng ổng muốn ăn thịt mèo, ổng bắt bà vợ phải làm thịt mèo cho ổng, bà vợ cũng không muốn đâu, nhưng mà thôi chồng bắt rồi, người ở nhà làm đám á, thì cũng phải nghe, nhưng mà thôi ráng tranh thủ làm sao cho nó nhanh gọn đi, cho con mèo nó không đau đớn, và cũng không có ý ác đối với con mèo. Còn cái đứa nhỏ có khi là nó giết chơi cho vui, nó thấy cái chuyện mà tàn hại chúng sanh khác là một cái niềm vui thú, chứ nó không có nằm trong cái trạng thái mà nó bị ép miễn cưỡng nó mới phải làm. Thì cái vụ đó là cái tâm đứa nhỏ nó ác hơn á. Rồi cái thứ ba nữa là mình còn phải coi cái nỗ lực của ai nhiều hơn. Tại vì sao? Nỗ lực nhiều hơn á, là cái tâm của mình mạnh hơn, mà tâm mình mạnh hơn là cái nghiệp nó nhiều hơn. Ví dụ như cũng là giết mèo ha, mà cái người lớn suy, ví dụ như như cái cô hồi nãy, cô làm như thế nào đó gọn nhẹ nhanh, con mèo ít đau đớn, càng nhiều càng tốt, thì cái sự cố gắng, cái sự nỗ lực của cổ á, nhanh gọn dứt khoát và nó ít sự nỗ lực, ít kéo dài. Còn sư giả sử như đứa nhỏ nó không biết cách, mà nó chỉ thích nó hành hạ thôi, tức là nó đập tới đập lui, nó quăng lên quăng xuống, nó nhấn nước, nó làm đủ mọi trò hết cho con mèo nó khổ, nó rê, nó xiết, rồi từ từ nó mới chết được. Thì cái sự nỗ lực của đứa nhỏ nhiều hơn, trong trường hợp đó cái nghiệp của đứa nhỏ lớn hơn. Mà ở đây là sư chỉ đưa ra một vài cái cán cân, một vài cái quả cân để quý vị có dựa vào ở trên đó mà quý vị biết trong cùng một hành động thì ai có nghiệp nhiều hơn. Nhiều nó hết còn đâu không. Thì giờ thôi câu tiếp rồi để sư nói. Đây nè. Tại cũng vậy thôi. Còn cái câu 2 người cùng giữ 5 giới, một người có quy y, người kia không quy y thì ai có lợi hại gì hơn? Thì cái này sư đã trả lời rồi. Cái câu này sư đã trả lời rồi. Sẵn đây sư giới thiệu cho quý vị luôn. Cao quá. nó đỡ cho mình thôi. Cái trang Sú Thăm Má.net, cái trang Sú Thăm Má.net ở nó có cái phần là tìm kiếm nè nha, quý vị tìm rất là gọn, rất là dễ nhớ dùm sư cái trang Sú Thăm Má.net nha. Thì thí dụ như bây giờ 5 giới đúng không, 5 giới thôi, giữ giới thì giữ giới, quan trọng là mình biết cái từ khóa đó, giữ giới rồi tìm nha, tìm. Quý vị bấm qua dùm sư cái phần video nè, bấm vào video nha, đây thấy chưa, nó có hết đó, trời ơi, nhiều lắm. Ủa? Đấy đấy, tôi lên mạng không, cái này là trang của mình làm đấy, đấy rất là nhiều nha. Dự nên rồi làm ơn làm phước thì coi hoặc là cái gì có quy y, hoặc là có gì có quy y đó, giữ giới có quy y ha, quy y tìm quy y ha, bấm vào video đây, có sự khác biệt công đức giữa người đã quy y Tam Bảo và người chưa đấy. Rồi không quy y thọ giới thì có phạm giới hay không, rồi người quy y phạm giới có khác người không quy y phạm giới hay không. Cái này nó có hết rồi nha, và rất là đa dạng, tha hồ cho quý vị tìm nha. Nhớ lên Sú Thăm Má.net tìm.